Đã là một ngày gần cuối năm rồi và team học văn chị Hiên thì cũng sắp nghỉ Tết rồi. Thế nên là đại diện cho dự án học văn chị Hiên ngày hôm nay, chị sẽ gọi là trao phần thưởng để gọi là có một cái sự ghi nhận nho nhỏ đối với các bạn đã gắn bó với team chị Hiên ở trong một năm vừa qua. Sau một cái hành trình gắn bó với team học văn chị Hiên như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá ở trong video clip ngày hôm nay các bạn nhé. Để nói về dự án học văn chị Hiên trong năm 2019 vừa rồi thì mình rất may mắn khi được đồng hành cùng với chị Hiên từ nửa cuối của năm, từ giữa năm ngoái cho đến giờ là cũng được nửa năm rồi. Thì để mà dùng một từ để nói về dự án này đối với mình trong năm vừa rồi thì đó là từ bắt đầu. Đó là những cái lần đầu tiên mà mình bắt đầu làm những cái công việc liên quan đến chuyên môn về môn văn cùng với các bạn này, lần đầu tiên đồng hành cùng với các bạn học sinh, cùng ôn thi, cùng giải đề, cùng các bạn đấy tiến bộ nữa và cùng các bạn đấy vui sướng khi mà nhận những cái kết quả học tập xứng đáng với cái sự nỗ lực của các bạn. Cho nên là trong năm 2020 tới đây thì cùng với cả sự phát triển của dự án học văn chị Hiên này, với những dự án mới nữa, với những dự định mới nữa thì mình mong rằng mình sẽ có đủ nhiệt huyết, có đủ cố gắng để có thể tiếp tục đồng hành cùng với các bạn học sinh và sẽ thành công trong những cái dự án mà mình đã dự định. Yeah, chúc mừng năm mới! Các bạn ơi! Mình là trợ lý mới của văn chị Hiên, sẽ đồng hành cùng các bạn trong năm 2020. Đến với văn chị Hiên được cũng một khoảng thời gian ngắn thì lần nào đến đây thì mình cũng phải wow trước tất cả mọi thứ, từ các ấn phẩm sách văn của chị Hiên, các khóa học của chị Hiên và những lần quẩy ăn chơi party của chị Hiên. Mình rất là xúc động và mình mong được đồng hành cùng các bạn trong những năm 2020 tiếp theo. Fighting! Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của học văn chị Hiên và mình là Vũ Huyền. Với tư cách năm ngoái thì mình đã là học sinh lớp ở của chị Hiên. Sau đó thì mình sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì mình đã được đồng hành với team chị Hiên và thời gian qua thật sự là một quãng thời gian mình học tập được rất là nhiều thứ và rất mong là được đồng hành với team chị Hiên lâu hơn nữa và đồng hành. Chúc các bạn 2K2 sẽ có một năm 2020 đại thắng, giành được kết quả cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chúc tất cả các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Happy New Year! Các bạn ơi, vậy là học văn chị Hiên của chúng mình đã kết thúc một năm 2019 với tràn đầy niềm vui, tràn đầy thành công và hy vọng rằng là năm 2020 tới đây, học văn chị Hiên cũng sẽ tiếp tục đạt được những thành công lớn tiếp theo và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng hành với nhau ở trong chặng đường phía trước. Và chúc cho các bạn 2K2 sẽ có thật là nhiều thành công ở trong năm mới và sẽ đậu được ngôi trường đại học mà các bạn mong muốn nhé. Còn bây giờ thì học văn chị Hiên chúc mừng năm mới!